Hướng cực lành
Di Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lạ hương vườn bên chiến đàn không sông dưới đạo tràng mười phương hiện thành mấy bằng rõ biết ngọn hương chi thiện pháp thân toàn hiện tiền chương minh hương nguyện phương liền vâng cho nam mô hương vâng cái bồ tát nam hương vâng cái bồ tát nam mô Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Tượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hội Tượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nam mô Hán Ra Đảng Na Đà Ra Già Già. Nam mô Thượng Bản Ra Gia Bồ Đề Tạng Đoà Bà Gia Ma Ha Tạng Đoà Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Bàn Duệ. Nam mô Tôn Kiên Lăng Đoà Y Môn A Rì Gia Bà Lô Kiên Đế Tát Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cẩn Chỉ Hê Rì Ma Ha Bàn Đa A Tha Đậu Du A Bằng A Thệ Dựng Tăng Bà Tát Đa Na Ma Bà Già Ma Phật Đặng Đầu Đăng Điền Tha An A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đề Di Hê Rì Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Rì Đà Dân Cầu Lô Cầu Lô Kiến Ma Ma Đô Lô Đô Lô Phật Xà Gia Đế Ma Ha Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phật Ma Ra Một Đế Lệ Y Hê Di Hê Thật Na A Ra Sa Ma Phật Ra Sa Lợi Phật Sa Phật Xâm hồ lô ma ra hồ lô hê rì ta ra tất rì tô rô bồ đề dạm bồ đề dạm bồ đà dạm rì dạ na ra cẩn trị đề rì sanh ni na ba dạ ma na ta ba ha tân đà dạ ta ba ha ma ha tất đà dạ ta ba ha tân đà bàn ra giảm cận trì ta bà ha ma ra đà ra ta bà ha tấn ra tăng a một khê gia ta bà ha ma ha a tấn đà già ta
y tăng đa dạ ta ba ha na ra cẩn trì bạn dạ ra dạ ta ba ha ma ba lời thân kiến ra dạ ta ba ha nam mô hán ra đăng nam nam mô a di đà ba lo kiến đệ thước bạn ra dạ ta ba ha an tất niệm độ mạng ra ra bạn đa dạ ta ba ha an tâm bạn đa dạ ta ba ha an tất niệm độ mạng ra ra bạn đa dạ ta ba ha nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thích ca mâu ni phật phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm nghìn muôn kiếm có tiệm cầu con nay trì tôn nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mục bồ tát nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát phật nói kinh vô lăng bồ tát tưởng nghe lời tạng như vậy một thuở nọ thế tôn an trụ xa về thành mộng liệt mới đang lụng thông muốn cho cha mẹ khỏi vọng trầm luân công dưỡng dục thâm ân dốc trả nghĩa sanh thành đạo cả mong đền vì tiếng bèn dụng huệ nhãn dưới trên kim tầm thầy bóng mẫu sanh làm ngạ quỳ không uống ăn tiểu tùy hình hài thầy vậy bi ai biết mẹ đòi khác ai hoài tình thầm lo phẩm vật đem dân tự mẫu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu lỗ âu tay ta che đậy hộ hầu bọn ăn lòng bọn sẹn tiền cắn chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà cơm chưa đã hóa thành tan lửa nuốt mà đặng đâu thấy như vậy âu sầu thế tham một kiện liền bia cảm xoắn thương mau mau bạn cùng xưa phụ tẩm phơ dài nàng Phật mới bao rõ ràng căn cội rằng mẹ ông gốc tội rất sâu dầu ông thần lực nhiệm màu không thể ai câu đằng đầu lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng vang đồn thâu đến cửu thiên cũng là các bậc thần kỳ bốn vị thiên vương còn ba còi sáu vương tụ tập cũng không phương cứu tế mẹ người muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng dặn nói cho mọi người thoát khỏi ách nạn bèn kêu một thị đến gần truyền cho diệu pháp ân cần thiết đi rằm tháng bảy là ngày từ từ mười phương tăng phải toan xâm sửa chớ chạy thường ăn trăm món trái cây năm mộng lại phải xâm dưỡng nằm niềm lo cũng thâu bọn đèn đuốc nhang dầu món ăn tinh sạch bảo bầu vọng cầu kính dân chưa đại đức mười phương thọ thần trong bảy đời sẽ được siêu thăng lại thêm cha mẹ hiện tiền đặng nhờ phương đức tiêu khiến anh đàm điều độ dầu ở đâu cũng tu hỏi về như người thiền định sơn kê tránh điều phiền não trăm về thiền na hoặc người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành
Phật người thọ hạ kinh hành chẳng ham quyền quy ẩn danh lâm tổng. Phật người đặng lùng thông tấn pháp và những hàng duyên giá thanh văn. Phật chưa Bồ Tát mười phương ở gần chúng sanh đều chỉ giới rất thanh rất tịnh đạo đức dày chánh định chân tâm tất cả các bậc thánh phạm đồng lòng thọ lành. Người nào có sắm ra vật thực đẳng cung dường từ tử tăng thời hiện tiền phụ mẫu của người bà con quen thuộc thấy đều nhờ ơn tam độ khôn. Cảnh thanh nhạc hưởng thọ tự nhiên như còn cha mẹ hiện tiền giờ đó cũng đặng ba niên thọ trường như cha mẹ bảy đời quá hoàng. Về cõi tiên cung người thời tuân tu hình dung hào quang chiều sáng khắp cùng châu thân Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo. Chưa khi thọ thực đàn chạy phải cầu chủ cầu thân thế mẹ cha thì chủ định tâm thần quán đủ đừng quên cho sân định đi hành thiền mới dũng phẩm bậc đàn tiền hiến dân. Chưa Phật đại hoặc tự tham chung chữ tăng chủ nguyện viện dùng sau rồi tự tiện thọ dụng bừa chưa pháp cung tế Phật vừa nói với một liền cùng Bồ Tát chữ tăng. Vui mừng mừng liền cùng hết khổng than rau buồn mừng liền máu cũng trong ngày hay kiếm khổ về ngã quỷ đường tan một liền bạch với Phật rằng thần tân khỏi nạn lại cùng nhớ oai thân tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khổ ra như sau đệ tử xuất gia vô lan bồn pháp dụng mà độ sanh độ cha mẹ. Phật bảy đời có thể đặng không Phật rằng lời hỏi rất thông ta vừa muốn nói con liền hỏi theo thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quân vương. Tầm con tề tương bá quan cùng hàng lệ thưa vạn dân cõi trần như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thâm đến rằm. Kia hạ chưa tăng tổ về trên ngày ấy Phật đà hoan hỷ phải sắm sanh ba vị cơm canh đựng trong bình bát tinh anh chờ giờ tự tử cũng tăng cung dường. Xong đường trường thọ chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chia cũng cầu thân thế động thì liền nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp. Cần thân muốn sanh vẫn tử ân cần hành thủ hiếu thuận phải cần phải duyên thượng cầu nguyện tôn huyên an hảo cùng bảy đời phụ bảo siêu sanh ngày rằm. Vì lòng hiếu thảo ân thân phải đền lệ cụ tế chia thành sâm đặng rò cũng dường chữ Phật chữ tăng ấy là báo đáp thù ân. Sống thân buổi đầu đệ tử vẫn lo âu dân giờ mới phải là thịnh tử thiền môn vừa nghe dân pháp lan bọn môn sanh tư chung. Với bốn ban phật tự nguyện một lòng tình sự phụng hành trước là trả nghĩa sanh thành sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ma Ba Nhà Ba La Mật Đa Tâm Kinh Đức Bồ Tát Hiệu Quang Tự Tại Dạy Công Tu Huệ Mới Mở Mang Chân Dân.
Phật an linh quang. Đều không có gì ban nhà huệ soi đi khắp chốn dân mọi đường khổ khốn tai nạn xả lời tâm chớ nghi nạn sân kia nào kham. Khởi không đó nào xa cái sáng sáng là không không sáng như nhau thọ tượng hành thường khác đâu chẳng không xét cũng một màu thế thôi. Có phải những pháp không xen lại thật là chẳng sanh chẳng dứt đó mà sành dở thêm bớt cũng là chẳng không ấy vậy phải sẽ thông mọi làm. Sáng bẻ dĩ đau thọ tưởng hành thượng sanh lâu nhãn nhi tí thiện còn đau nương nhờ thân ý cũng hững hờ như thế luận trần kia. Đã con nhãn giới sủa thông đến ni thức giới cũng không thấy gì vô vô minh nương chi mà có bổn tánh không soi nó phải tiêu đã không lão từ. Còn đâu già chết hồng theo quấy rầy khổ tâm diệt đạo không thay chỉ còn không có đã dạy được đâu vô sở đất là câu tuyệt nhiều. Đường tu chẳng không bổn tánh nhớ 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 huệ ba nhã thần hư soi lòng không ngăn ngại còn đâu lo sợ mộng tưởng không tâm chẳng đạo điện chẳng nhớ. Niên bạn cõi ấy chứng nên đạo màu tam thế Phật ngồi cao chứng quá thấy đều nhờ bát nhã tu nên bát nhã này rất thiên liêng. Dưỡng nên đạo thiền ấy thân chú đại minh sang cho chủ vô thượng vội vội cao xa vô đặng đặng chủ ấy mà gom đủ thần lực. Những khổ não thân thân trừ hết lời nói này chân thật chẳng qua vậy nên bạn nhã thuyền qua này câu thần chú niệm ra như bầy yên đê yên đê. Bà la tăng yên đê bồ đề tăng bà ha yên đê yên đê bà la yên đê bà la tăng yên đê bồ đề tăng bà ha yên đê yên đê. Bà la tăng yên đê bồ đề tăng bà ha nam mô a di đà bà già đà tha già đà già đà điệp già tha a di rị đô bà tỳ bà tỳ a di rị đà tỳ ca lang đế a di rị đà tỳ ca lang đà già di ni già già đà chỉ đà ca lệ ta bà ha nam mô a di đà bà già già thân a di rị đô bà tỳ a di rị đô tận đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lang đề a di rị đa tỳ ca lang đa già di ni già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha nam mô đa già đa điệt già thân a di rị đô bà tỳ a di rị đa tận đam bà tỳ a di rị đa tỳ ca lang đề a di rị đa già già na chỉ đa ca lệ ta bà ha di đà thân phật sắc vàng tươi tương tốn quang minh vẹn đủ mười ánh sáng nằm núi lớn mặn trong tờ nước bốn nguồn khơi hào quang hoa phật bao nhiêu ức bồ tát bồn tam lời nguyện một đồ chúng hoa sen trên phẩm rước lên ngôi nam mô tây phương cực lạc đại từ đại bi a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Địa Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiệu Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiệu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy. Ngày rằm tháng bảy gặp hội Vu Lan Phạm Vũ Huy Hoàng. Đảnh lễ mười phương tam thế Phật Pháp Thanh Hiền nói gương đức Mục Kiền Liên nguyện làm con thảo lòng càng. Nhớ nghĩa thân sanh còn đơn trưởng thành mẹ dạy gian khổ ba năm nhũ bồ chính tháng cô mang không ngớn lo toan. Đầy đủ cậy có công cha chẳng quan yêu già sanh giai làm lỗ quyết cùng hoàng vũ phấn đấu nuôi con giáo dục vốn tròn. Học đạo đệ tử ơn sâu chưa bao hổ Phật kém hẹn giờ này quỳ trước đại sẽ chế thành cũng kính đạo tràng. Trang nghiêm hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiện đầy đủ thiện diện rũ lòng lần bắn hộ niệm cho bày kiếm. Chúng con được nhuận mưa pháp con tài thế thân tâm yên ổn pháp nguyện tu trị đạn qua đời ác đạo xa lìa trong thành. Ngường trọng càng đức Như Lai khâm cõi hư không từ bi gia hộ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Tùng kinh công đức vô biên sinh đem hồi hướng mọi miền gần xa chúng sanh. Bảo la điều bệ cực lạc nghĩa đà tây thiên nguyện tiểu ba chương não phiền nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời.
bao đời hành theo Bồ Tát, đời đời vị tha nguyện sanh tịnh độ Di Đà hoa sen trên phẩm là cha mẹ mình. Vô sanh cũng chớ Bồ Tát ban lành với ta, nguyện đem công đức tạo ra hướng về khắp cả gần xa hướng nhầm. Thường sơ đều thành Phật đạo đến bờ ngang vui. Từ bi Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phán lòng vô thường. Từ quý Pháp sinh nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Từ quý tăng sinh nguyện chúng sanh thân ly đại chúng tăng